đối với xà phòng á, là một cái điều gì đó nó rất là xa xỉ và quý luôn, nên chỉ có một cái cục xà bông bột như thế này thôi. Và cái quấy của bà là từ của con voi, và cái đây là cái khúc củi của bà đem theo để bà sưởi ấm mỗi khi nó lạnh á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thung lũng Omo, một cái nơi gọi là phía nam của đất nước Ethiopia. Thì từ thị trấn Jinca đến đây khoảng hơn 100 km, và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái nơi gọi là khách sạn có tên là Aimeren. Đây, và tối đêm nay thì được anh Dasu là người dân địa phương hướng dẫn nghỉ ở đây, và để quay cho cô bác quý anh chị biết và về cái khách sạn ở châu Phi là như thế nào ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây là cái tên của khách sạn, cái cổng cũng rất là đẹp ha. Và đây là những người dân ở trong cái bộ lạc họ đi làm về, và trên cái cơ thể của họ được phủ những cái chiếc da dê. Đó là một trong những cái nét đặc sắc của người dân ở Ethiopia. Bây giờ đang dắt cái qua ly Bùi Hồ nè, và khi mà Bùi Hồ nói để Bùi Hồ tự giác, không thì cái chú bảo vệ này, cái chú khách sạn là nó không cho, để cho chú này tự giác, để tí xíu thì các anh em sẽ gửi lại cái tiền cho chú, một ít tiền để chú sử dụng. Đây là một cái khách sạn nha mọi người. Cái chú này cũng khá là lớn tuổi rồi. Ở đây cũng còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Thì ngày mai các anh em sẽ có một cái chuyến khám phá cái bộ lạc gọi là bộ lạc Hama, một trong những cái bộ lạc rất là kỳ dị, đó là người phụ nữ họ sẽ thích được đàn ông đánh gò giọt. Ok, để quay ngoài trước cho cô bác anh chị thấy nè. Đây là những cái rừng cây á, đường đất luôn. Bộ lạc này nằm ở một cái vùng sâu, và đây là chìa khóa phòng. Cái chìa khóa phòng này nó cũng rất là ngộ luôn. Đây là cái biểu trưng nhỏ nhỏ của cái ghế hay là cái gối của người ở cái bộ lạc ở nơi này. Phòng của mình là phòng số 21. Đây là một cái chuyến đi dài ngày của các anh em rất là thú vị, nên các anh em sẽ cố gắng chia sẻ, cũng như là Bùi Hồ cố gắng chia sẻ những gì chân thật nhất về đất nước Ethiopia cho cô bác quý anh chị xem ha. Ok, đây là phòng số 22. Mình ở phòng số 21, chắc là ở bên đây. Ok, 23. Chú này đợi bên đây. I'm sorry. Ok. Đúng, ok. Đây là một cái phòng của mình. Bây giờ có một cái ghế ngồi cũng khá là cũ, không biết là bao nhiêu tiền một đêm. Wait. The same job? No. In the same. Close it. Okay. Được. Đây là một cái phòng. One person. This one person is. This is AC. You know AC? Có một cái máy, có một cái máy lạnh. Bathroom. Bedroom. Yeah. Goodness. Có một cái nhà vệ sinh. Có một cái bồn rửa mặt. Có những cái khăn tắm. Có nhà tắm luôn. Đây là một khách sạn, chắc có lẽ là thành phẩm. Đây là có hệ thống đèn luôn nè mọi người. Ở đây có hai giường,
hai giường đơn. Sau lưng này có một cái ban công. Và đây là hình ảnh về cái bộ lạc đó. Đây, buổi hồi sẽ bật đèn lên cho cô bác anh chị thấy. Ồ, không có đèn. Ồ, cái giường ở đây thì cái vòng ở đây dăng thành cái hình vuông, xỏ xuống rất là ngộ luôn ha. Và đây là cái cửa để vào cái giường này. Và ở đây nhiều vậy. Ở châu Phi á, muỗi rất là nhiều nên là nữ các khách sạn á phải dăng mùng như thế này. Có một cái máy lạnh, có một cái đèn ở trước kia, cũng khá là tối. Ở đây có một cái cục sổ bông, một cái ca và một cái tao, có khăn giấy nhà vệ sinh. Thì ở đất nước Ethiopia thì đối với xà phòng là một cái điều gì đó nó rất là xa xỉ và quý luôn, nên chỉ có một cái cục sổ bông bột như thế này thôi. Và theo một số thông tin trên mạng thì một đêm như thế này khoảng 2 triệu mấy tiền Việt Nam á. Đây chỉ có một cục sổ bông như thôi và một người chỉ không có được sổ bông gội đầu và không kem đánh răng nữa nha cô bác quý anh chị. Đó là một trong những cái điều rất là thiếu thốn ngay tại đất nước Ethiopia. Ở đây thì họ rất là quý sổ bông nè, và thậm chí là kem đánh răng cũng không có luôn. Ngay cả một cái khách sạn nó hiện đại như thế này thì kem đánh răng vẫn là một điều gì đó nó rất là xa xỉ. Sổ bông cột thôi, không có sổ bông gội đầu đâu. Cũng may mắn là trong cái hành trình của Bùi Hồ đi cũng biết lường trước được những cái sự việc đó. Và để mà chuẩn bị. Và hôm nay là buổi sáng thứ ba, Bùi Hồ đang có mặt tại Ethiopia. Và một buổi sáng rất là thanh bình đúng không cô bác quý anh chị? Vì đất nước Ethiopia đa số là rừng rậm, nên cô bác quý anh chị có thể nghe được tiếng chim hót rất là nhiều. Và đường xá ở Ethiopia thì cũng không có gì là nhộn nhịp. Và đằng kia là có những cái con cừu hay con dê vậy đó. Bây giờ Bùi Hồ lại đây quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Đây là một cái tuyến đường gần một cái thị trấn và cũng khá là lặng lẽ. Ở Ethiopia đa số người dân họ ăn chay hết à, và rất ít ăn mặn. Thực phẩm của họ chủ yếu là gạo phủ. Họ đang nài một cái con cừu lại cho nó chở đồ đi. Không phải con cừu mà là con bò. Họ đang đi ruộng từ sáng sớm mới về hay sao ạ? Yeah. Ok. Họ rất là không hài lòng khi mà mình quay phim. Còn đây là hai đứa trẻ người Ethiopia. Ở đất nước châu Phi là một cái đất nước khá nghèo nàn và lạc hậu. Thậm chí là nạn đói vẫn thường xuyên xảy ra vào những mùa nắng nóng hạn hán á. Tại vì cây cối nó đều khô cằn. Một cái đứa bé này nó đang cầm cây. Đang cầm cái vỏ xe. Nhìn nó rất là đáng thương luôn. Không biết thì như thế nào mà nước mũi cứ chảy như thế à. Chỉ được một cái quần ngắn thôi, một cái chăn. Và hình ảnh đang nhẹm luôn mọi người. Đây là hình ảnh đặc trưng của coi như là rất là thường thấy ở châu Phi. Lâu lâu thì mới có một cái chiếc xe chạy qua như thế này. Tương tự như là người vô gia cư vậy cô bác anh chị. Mặc tuổi còn rất là nhỏ luôn. Việc chăm sóc y tế, giáo dục cũng như là những cái chăm sóc sức khỏe cho các bé này thì không có như những nước phát triển được.
chắc có lẽ là các bé nó đang rất là lạnh. Nó cầm một cái mền và một cái túi sách. Bên kia cũng có một đứa nữa kìa. Nhìn thương ghê á. Đây là những hình ảnh thực tế nhất mà quay vào một buổi sáng buổi hồ quay cho cô bác của anh chị thấy. Bọn chúng rất đói luôn mọi người. Hình ảnh gầy gò, đen nhộm và một màu đen như... chỉ có một cái áo phông mỏng như thế này. Chân thì chân trần. Là một cái điều gì đó là cảm thấy cho mình rất là chua xót khi quay về những cái đứa trẻ đất nước châu Phi, Ethiopia. Đôi chân trần nè. Một cái áo rất là mỏng vào thời sáng sớm lạnh. Một đôi mắt vàng. Ở cái đầu thì tóc quăng. Bọn trẻ như là nó không được tiếp xúc với một cái gì gọi là công nghệ hay những cái sự phát triển. Mặc dù đây là thời đại 4.0 rồi, nhưng theo như Bùi Hồ nghĩ thì bọn trẻ nó không có biết gì về thế giới bên ngoài hết. Nếu như những đứa trẻ ở nước phát triển thì họ viết về những cái trò chơi game hay những cái xem những cái đoạn YouTube á về những cái đất nước khác trên thế giới, thì các đứa trẻ châu Phi thì lại như thế này. Cô bác quý chị thấy là đường phố ở Ethiopia rất là thưa thớt luôn đúng không mọi người? Thậm chí là họ không có trang phục. Quần áo đối với họ là một cái gì đó rất là xa xỉ. Salam. 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 Alen. Ok. Họ sáng cái từ salam có nghĩa là xin chào vào một buổi sáng á. Hình ảnh hai đứa bé này cô bác anh chị có thấy chênh lệch không? Giữa một cái cuộc sống 4.0 thì lại có những đứa trẻ lạc lõng như thế này. Và đây là hình ảnh người phụ nữ ở một cái bộ lạc nào đó đưa về. Và trên mình của chị á, là được quấn bởi những cái da của những cái con dê. Và khi mà họ trang trí như vậy, họ cho đó là một cái điều gì đó rất là đặc sắc. Alo. Alo. Sali. Dạ. Ba đang quải một cái cây ngoài sau á. Ở trên thì đeo rất là nhiều dây trang sức. Ở đôi chân thì mang một cái đôi dép cao su. Và ở một cái quần đó là sử dụng từ cái da của con dê. Tóc của bà thì được xoăn lại. Nghe nói thì tóc của bà là được làm được bền lại từ những cái sình non á mọi người. Và sau lưng á là cô bác của anh chị có thể thấy là một cái khúc củi được đốt lên. Chắc có lẽ là cô bác của anh chị sẽ biết, không biết đây là gì. Và đó là cái cách người dân Ethiopia họ sưởi ấm. Dạ. Họ nói cái bà này nói giống như là chụp hình đó thì bà sẽ cho chụp hình và đó là những cái bộ lông, những cái bộ đồ trang sức mà cho là rất là những người mà có điều kiện thì họ mới mặc những cái bộ đồ trang sức như thế này. Yeah. Ok. Yeah. Ở trên cổ của bà thì đeo rất là nhiều những cái trang sức như là những cái sợi dây nè. Yeah. Rồi cả những cái dây đồng hồ cũ nữa nè mọi người. Đó. Và cái kiềng, bà phe rằng bà có bao nhiêu đồ trang sức đó. Một cái kiềng bằng sắt ở đây. Ok. Ở đây là một cái dây đồng bà quấn, bà đeo vô một cái khuyên tai của bà. Tóc của bà thì bệnh xoăn lại, bà cũng rất là lớn tuổi rồi. Và nghe nói là từ... bà bệnh xoăn từ cái những cái sình non đó mọi người. Cô bác quý anh chị có thể thấy đây là những cái sình non mà, và đây ở đó là cái cách mà người ta trang trí tóc và cho rằng đó là rất đẹp.
Ok, đó, tay của bà thì được đeo rất là nhiều những cái chiếc vòng sắt như thế này. Đó. Ồ, bà cầm một cái đó núng củi ở đằng sau mọi người. Bà tỏ vẻ khá là thân thôi. Dạ. Bè. Bè. Ý mình nói với bà là cái này là cái con dê, da của con dê. Và cái quấy của bà là từ của con voi, và cái đây là cái khúc củi của bà đem theo để bà sưởi ấm mỗi khi nó lạnh á. Ở đây nè, da dê nó làm thành một cái quấy luôn nè mọi người. Good good. Rất là đẹp ha. Good. Bà tỏ vẻ ra khá là thân thiện luôn á. Ha. Dạ dạ dạ, ok.